Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Xin cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi phần tin tức hôm nay. Và thưa quý vị, xin được cập nhật về cái vụ chiếc limousine đụng xe và khiến cho 20 người thiệt mạng ở tại New York. Vâng, thưa quý vị, thì được biết là bởi vì do chính quyền của tiểu bang New York đã vào cuộc để mà điều tra, thì hiện nay có rất là nhiều tình tiết mới đã được tiết lộ. Mà sáng nay, theo như lời ông thống đốc New York, ông Andrew Cuomo, ông cho biết đó là đầu tiên cái chiếc limousine gây tai nạn này vốn là một cái chiếc xe Ford Expedition năm 2001 thuộc sở hữu của cái công ty có tên là Prestige Limousine Chauffeur Service tại thành phố Gainesville ở New York. Nhưng mà sau đó công ty này mua chiếc Ford Expedition về và họ đã cắt cái chiếc xe ra và nối dài thêm để trở thành chiếc limousine. Và vài tháng trước đây thì cái chiếc limousine mà gây tai nạn cuối tuần vừa qua đó đã không thể nào mà pass được cái sự kiểm tra của Sở Giao thông New York. Và bởi vì khi chế lại thì các quan chức họ cho biết là cấu trúc của chiếc xe đã bị thay đổi, có lẽ vì vậy không còn bảo đảm an toàn nữa. Bên cạnh đó, ông tài xế lái chiếc limousine này là Scott Linnichia, 53 tuổi, thì lại lái xe mà không có bằng lái. Là bởi vì khi lái limousine mà chở nhiều người như vậy thì không thể sử dụng bằng lái xe thông thường mà phải có cái bằng lái xe gọi là Commercial Driver License. Thì được biết là cái công ty Prestige Limousine này có tổng cộng 2 tài xế và 3 chiếc xe, và người chủ là ông Shahed Hussein. Ông này hiện nay đang ở Pakistan. Và cái công ty này được biết là trong vòng 2 năm vừa qua bị kiểm tra đến 5 lần mà đã có 4 chiếc xe bị Sở Giao thông New York cấm không cho hoạt động. Được biết hiện nay ở tiểu bang New York thì theo như luật, người ngồi ở băng sau của limousine không cần phải đeo seat belt. Tuy nhiên, cái bản thân của cái ông chủ công ty limousine, ông Shahed Hussein này, thì lại có rất là nhiều điều để mà nói tới. Đó là, thưa quý vị, ông này, ổng là một người informant của FBI, nghĩa là chuyên bán thông tin cho cơ quan FBI, cũng như là ổng đã phối hợp với FBI trong rất là nhiều vụ để mà giúp FBI bắt giữ cũng như là ngăn chặn những cái mối đe dọa khủng bố. Thì được biết là vào thập niên 90, ông này ổng đến Hoa Kỳ, ổng đi đến tiểu bang Texas, thưa quý vị, cùng với vợ và 2 con. Thì sau khi mà để ông xin tị nạn và sau khi được chấp thuận thì ổng đến sinh sống tại New York. Và năm 2003 thì ông ta làm thông dịch viên cho chính phủ, nhưng mà lại bị truy tố cái tội gian lận liên bang sau khi ổng giúp một người nhận được bằng lái xe một cách hợp pháp. Nhưng là bởi vì ổng làm việc cho FBI informant cho nên ổng không bị ở tù cũng như là không bị trục xuất. Và được biết là vào năm 2009, ông này ổng đã đóng giả là một doanh nhân giàu có giúp cho FBI, và ổng đã liên lạc với một cái tổ chức khủng bố ở Pakistan. Và cái việc này, ổng đã thu âm quay lén được rất nhiều bằng chứng và giúp FBI thành công ngăn chặn được một số âm mưu đánh bom mà bọn khủng bố nhắm vào các nhà thờ Do Thái ở Hoa Kỳ. Thì sau cái vụ này, ổng nhận về một số tiền là 96.000 Mỹ Kim. Được biết hiện nay khi mà FBI được hỏi về cái việc cái vấn đề của ông Hussein này thì FBI từ chối trả lời, thưa quý vị. Sau đây chúng tôi lại vừa nhận được một breaking news, không phải đến từ Tòa Bạch Ốc mà đến từ Bình Nhưỡng, Bắc Hàn. Quý vị có thể tưởng tượng, Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un chính thức gửi lời mời đến Đức
Giáo hoàng Francis đến thăm Bình Nhưỡng. Yeah. Vâng, cái chuyện đầu tiên chưa bao giờ có quốc gia cộng sản vô thần. Vậy mà giờ đây mình mới thấy được cái phần mềm của Kim Jong-un về mặt tôn giáo. Lạ ha, bởi vì tôi không hề nghe nói cái chuyện Bắc Hàn. Có đạo hả? Thế bởi vậy không bao giờ nghe nói Bắc Hàn mà cho phép người dân tôn thờ, không hề thấy, thậm chí hình Phật cũng không có luôn đó. Quý vị tuyệt đối là đến Bình Nhưỡng hoặc đến Bắc Hàn là không có bất cứ một cái tượng Chúa Phật hay bất cứ một cái tôn giáo Hindu, Do Thái gì cả. Mà bây giờ lại là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng được mời tới đây, thưa quý vị. Đây là tuyên bố chính thức. Lời mời gửi đến Đức Giáo Hoàng sẽ do Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in. Sau khi Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in sẽ đến gặp Đức Giáo Hoàng tại Vatican vào tuần tới trong chuyến công du châu Âu của ông. Chúng tôi đang đọc bản tin gửi đến quý vị nè. Chưa bao giờ có Đức Giáo Hoàng nào đến thăm Bắc Hàn cả, mặc dù Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã từng được mời rồi. Cho đến giờ phút này, Bắc Hàn và Tòa Thánh Vatican không hề có quan hệ ngoại giao chính thức, thưa quý vị. Một lần nữa, phát ngôn viên của Tổng thống Moon Jae-in là Kim Il-kyung nói với các phóng viên rằng trong lần gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng sắp tới đây, Tổng thống Moon sẽ chuyển thông điệp từ Chủ tịch Kim Jong-un rằng ông rất là mong mỏi được chào đón Đức Giáo Hoàng nếu như Đức Giáo Hoàng thăm Bình Nhưỡng. Thưa quý vị, câu trả lời của chúng tôi là why not? Tại sao không? Đây là cơ hội mà Đức Giáo Hoàng có thể nối liền một cánh tay của Tòa Thánh đến Bình Nhưỡng và nên làm. Bởi vì biết, nhưng mà cũng có thể là một cái bẫy đã gài ra. Khi mà Đức Giáo Hoàng đến đây đó, thế là những người giáo dân mà công giáo họ âm thầm mà trốn tránh chính quyền để mà thờ mẹ, thờ Đức Mẹ hay thờ Chúa ở nhà đó, họ sẽ xuất hiện. Đến lúc đó họ điểm danh hết, mang ra xử tử. Đùa tí cho vui thôi, nhưng mà không biết được, có thể cái chuyện đó xảy ra. Và đó là lý do tại sao Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã được mời mà Ngài không đi. Bởi vì Ngài lo sợ có thể là một cái bẫy để mà triệt hạ những thành phần tín đồ công giáo rất là ít ỏi đang có mặt ở Bắc Hàn ngày nay. Và thưa quý vị, bản tin ghi nhận ngày hôm nay đó là ông tòa Kavanaugh sẽ thụ lý hồ sơ gì? Đầu tiên, hôm nay xe đã đưa tới tòa tối cao pháp viện, một cái tòa mà ông chỉ mơ ước. Có bao nhiêu ngàn quan tòa liên bang mơ ước một ngày nào đó được vào đây. Thưa quý vị, vô cùng hiếm hoi. Chỉ có 9 vị mà thôi. Và đầu tiên, theo bản tin của tờ New York Times sáng nay, vấn đề tội phạm về súng ống sẽ được tòa tối cao pháp viện nghe chính thức trong ngày hôm nay. Và đặc biệt trong vòng 2 giờ đồng hồ, tòa tối cao pháp viện sẽ thụ lý 3 hồ sơ một lần nữa, trong đó có hồ sơ liên quan đến súng ống. Vâng, thưa quý vị, chắc quý vị cũng còn nhớ đây là hình ảnh của cậu bé Tamir Rice, cậu bé gốc Phi mất 12 tuổi, bị một người cảnh sát bắn chết. Thì theo tờ Huffington Post ngày hôm qua, họ cho biết là cái người cảnh sát bắn chết cậu bé này bị sở cảnh sát Cleveland đuổi việc, nhưng mà nay lại được một sở cảnh sát khác ở Ohio thuê mướn. Thì cũng nên nhắc sơ qua đó là vào năm 2014, Tamir Rice đứng chơi ở một cái công viên và em cầm một cái khẩu súng đồ chơi nhưng mà bị ai đó gọi 911. Thì khi mà cảnh sát đến, theo cái lời khai của ông mà bắn chết em là ông Timothy Loman, ông nói là ông đã kêu cậu bé bỏ súng xuống nhưng mà em không làm theo. Nhưng mà rồi hình ảnh mới cho thấy là, thưa quý vị, khi mà ông ta đến thì chỉ có 2 giây sau khi bước ra khỏi xe, ông ta nổ súng liền ngay lập tức, không để cho cậu bé kịp làm cái gì cả. Thì
Timothy Loman không bị truy tố tội giết người trong cái vụ này, nhưng mà sau đó ông ta bị sở cảnh sát Cleveland đuổi việc với cái lý do là không đủ khả năng để làm cảnh sát. Tuy vậy, hiện nay ông ta đã được sở cảnh sát ở Bel Air, là một thành phố nằm ở đông nam của Ohio, thuê và tiếp tục làm cảnh sát. Thì cái việc này đã khiến cho người dân ở Cleveland, mà đặc biệt là cộng đồng người gốc Phi, họ rất là bất bình. Và cái vấn đề ở chỗ truyền thông họ đã tìm ra được là cái lịch sử làm việc của ông này có vấn đề rất là nghiêm trọng. Đó là thứ nhất, trước khi vào làm ở sở cảnh sát Cleveland, là nơi ông ta bắn chết Tamir Rice, ông ta đã từng làm việc cho sở cảnh sát Independence của tiểu bang Ohio, nhưng mà bị đuổi việc với cái lý do là có những hành vi không thích hợp, không thể làm cảnh sát được. Và sau đó thì ông ta nộp đơn xin làm việc cho sở cảnh sát Maple Heights, nhưng mà lại khai gian trong cái hồ sơ lý do vì sao bị đuổi việc. Và cuối cùng nơi này cũng không có nhận ông ta. Và rồi hiện nay cái vấn đề là tư cách của Loman có vấn đề, cho nên ông ta không thích hợp để làm cảnh sát. Nhưng mà sở cảnh sát Bel Air vẫn che chở cho ông này. Và người dân họ lo sợ là với cái đạo đức như vậy, ông ta có thể tiếp tục gây ra những cái hậu quả khôn lường như là vụ của Tamir Rice. Nhưng mà còn cái tin ngày hôm qua Thảo Yên chưa làm xong á, một lát nữa. À, có thôi. Tại vì nó liên quan đến rất nhiều chuyện lắm, EpiPen chẳng hạn. EpiPen. Dạ vâng. Cái chuyện đó làm sao ha, tôi quên mất rồi, mới có 24 tiếng thôi. Mời quý vị cùng theo dõi, Thảo Yên tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin cập nhật từ tin ngày hôm qua mà không có thời giờ để kết nối. Chúng tôi trả lại ngay sau phần quảng cáo.